Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 109 và 110 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình học chữ nhật nhé. Rồi, trước hết mình sẽ học về diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh của hình học chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình học chữ nhật. Đây là cái hình học chữ nhật. Thì diện tích xung quanh là bốn mặt xung quanh, đúng không? Có nghĩa là bốn mặt bên của cái hình học chữ nhật. Rồi, như vậy là nếu mình có một cái hình học chữ nhật, ở đây người ta cho hình học chữ nhật có chiều dài là 8 cm, chiều rộng là 5 cm và chiều cao là 4 cm, giống như hình quẻ nha. Mình cần tính diện tích xung quanh của hình học chữ nhật. Trước hết mình sẽ bung cái hình học chữ nhật này về, giống như mình có một cái khung gạch tông. Dạng hình học chữ nhật mình bung ra thì mình sẽ được 6 mặt video giống như vậy, đúng không? Giờ quan sát hình học chữ nhật và hình khai triển thì trên đây ta thấy là diện tích xung quanh của hình học chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật, đúng không? Diện tích xung quanh sẽ bằng diện tích cái hình chữ nhật bự này, đúng không? Giờ có cái hình chữ nhật to này có chiều rộng, có chiều dài sẽ là 5 + 4 + 5 + 5 + 8 + 5 + 8 sẽ là bằng 26 cm, tính năng tức là bằng chu vi của mặt đáy hình học. Còn chiều rộng của hình học chiều rộng của cái hình chữ nhật lớn này chính là 4 cm, tức là cái bằng chiều cao của cái hình học chữ nhật. Như vậy là diện tích của hình chữ nhật thì sẽ bằng lấy chiều dài nhân chiều rộng, có nghĩa là diện tích xung quanh của hình học chữ nhật sẽ là 26 × 4, đúng không? Sẽ bằng 104, đơn vị sẽ là cm vuông. Giờ như vậy sau khi khai triển xong, mình tính được công thức thì mình sẽ giúp việc tượng lại. Muốn tính diện tích xung quanh của hình học chữ nhật, ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao, nhớ là cùng đơn vị đo nhé. Mình sẽ nhớ cái ý này để sau này mình làm bài tập. Muốn tính diện tích xung quanh của hình học chữ nhật, ta lấy chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao là được nhé. Giờ tiếp theo là phần diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình học chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Như vậy diện tích xung quanh có nghĩa là diện tích của bốn mặt, còn diện tích toàn phần có nghĩa là 6 mặt của cái hình học chữ nhật luôn. Có nghĩa là lấy diện tích của bốn mặt xung quanh cộng cho diện tích của hai mặt đáy nữa là xong, đúng không? Giờ như vậy là diện tích toàn phần của hình học chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích một mặt đáy trước. Hình học chữ nhật ở ví dụ trên có diện tích một mặt đáy là mình lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? 8 × 5 là 40 cm vuông. Như vậy là mình kết luận, do đó diện tích toàn phần của hình học chữ nhật đó là mình lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích một mặt đáy nhân 2 thì sẽ ra diện tích toàn phần, đúng không? Chính là 184 cm vuông nha. Giờ như vậy là bài này mình sẽ nhớ hai ý. Ý thứ nhất là diện tích xung quanh sẽ chính là lấy chu vi đáy, chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao. Diện tích toàn phần thì mình lấy diện tích xung quanh cộng thì diện tích hai đáy nó là xong. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập nhé. Trước hết là câu số 1, tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình học chữ nhật có chiều dài là 5 dm, chiều rộng là 4 dm và chiều cao là 3 dm. Như vậy ở đây cùng đơn vị, giờ mình cứ việc sử dụng công thức mà tính thôi, đúng không? Giờ trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh của hình học chữ nhật nhé. Tích xung quanh của hình học chữ nhật là 5 dm. Như vậy mình nhớ là chu vi đáy nhân chiều cao, mà chu vi đáy chính là chiều dài cộng chiều rộng nhân cho 2, đúng không? Chiều dài là 5 cộng chiều rộng là 4, tất cả nhân cho 2. Như vậy đây là chính là chu vi đáy nhân tiếp cho chiều cao là số 3, đúng không? Thì sẽ ra kết quả thôi. Giờ mình sẽ nhẩm chỗ này nha. 5 cộng 4 là 9. 2 nhân cho 3 là 6. 9 nhân 6 là 54, đúng không? Đơn vị sẽ là dm vuông. Chiều dài chiều rộng dm thì diện tích xung quanh sẽ là dm vuông, đúng không? Tiếp theo mình sẽ tính diện tích mặt đáy, một mặt đáy của hình học chữ nhật nhé. Diện tích một mặt đáy.
Giờ như vậy là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, có nghĩa là 5 nhân 4. 5 nhân 4 thì bằng 20 thôi. Đơn vị cũng là dm². Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích tổng phần của hình hộp chữ nhật nhé. Giờ như vậy mình lấy diện tích xung quanh là 54 cộng cho diện tích một mặt đá nhân cho 2 là diện tích hai đá, đúng không? 20 nhân 2 là 40. 54 54 cộng cho 40 sẽ là 94, đúng không? Đơn vị cũng là decimet vuông ha. Giờ đáp số. Ghi đáp số ở đây sẽ là diện tích xung quanh sẽ là 54 decimet vuông. Còn diện tích toàn phần là 94 decimet vuông, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo câu số 2, một người khởi gò một cái hùng to không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 6 dm, chiều rộng là 4 dm và chiều cao là 9 dm. Tính diện tích to dùng để làm hùng, không tính mép hàng nhé. Như vậy là cái hùng to này dạng hình hộp chữ nhật. Như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh. Giờ tính diện tích một mặt đá thôi nha. Vì cái hùng to này không có nắp thì chỉ có 5 mặt thôi, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2. Trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh của hùng to là như vậy mình nhớ là diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân cho chiều cao. Chu vi đáy thì là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 thì chính là chu vi đáy nhân tiếp cho chiều cao là 9. Giờ như vậy là 6 cộng 4 là 10. 2 nhân cho 9 là 18, 18 nhân cho 10 sẽ là 100, 180. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích diện tích mặt đá của hùng tôm nhé. Giờ như vậy là diện tích mặt đá thì là chính là chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? 6 nhân 4 là 24. Đơn vị sẽ là decimet vuông. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích ton dùng để làm khung nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy diện tích xung quanh cộng cho diện tích của một mặt đáy ha. Vì cái khung ton này không có nắp nhé. Như vậy là 180 cộng 24 sẽ là 204, đúng không? Đơn vị cũng là decimet vuông thôi. Giờ đáp xong. 204 decimet vuông. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.